Để thực hiện có hiệu quả công tác cấp căn cứ công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đề án 06 của chính phủ. Hiện lực lượng công an huyện Thoại Sơn đang đẩy mạnh triển khai việc cấp căn cứ công dân và thu nhận hồ sơ định danh điện tử trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn chỉ đạo các ngành xã thị trấn tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về ý nghĩa tầm quan trọng, lợi ích của thẻ căn cứ công dân gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Để thông tin rộng rãi đến người dân biết, Công an huyện Thoại Sơn đã phối hợp Trung tâm văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn thông báo trên hệ thống truyền thanh huyện về việc cấp căn cứ công dân và thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Hiện công an huyện Thời Sơn đã thành lập hai tổ cấp căn cứ công dân và thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Một tổ tại đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện và một tổ cấp lưu động ở các xã thị trấn vào tất cả các ngày trong tuần. Được biết phần lớn công dân trên địa bàn huyện đều được cấp căn cứ công dân nên hiện tại khi người dân đến sẽ được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản định danh điện tử, sử dụng các tiện ích ứng dụng VNEID như giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, tích hợp các giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công dân cần mang theo các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.